À, bây giờ bắt đầu là sau khi mở sự kiện xong cái thứ thì tôi nghĩ là mình sẽ làm tí content tích tiền và mình dồn hết cái gói rác đi, gọi là dọn rác đi, dọn hết gói rác xem được bao nhiêu tiền. Được bao nhiêu tiền là bắt đầu mình sẽ em mua Max, và mình nâng cấp qua đi Hà cái lên. Nội đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thân gửi bà xã yêu dấu, anh cứ ôm bao hy vọng nhìn về phía em. Dù nơi chúng ta là ngày với đêm, tình yêu ấy vô vọng như nỗi nhớ dịu êm. Trái đất nhìn về mặt trời, sao dô, mặt buồn hích hích. Nào dô nữa, tối ưu hóa dòng tiền. Lâu lắm tôi không làm content tối ưu hóa dòng tiền thì hôm nay sẽ là content tối ưu hóa dòng tiền. Đập cái này lên. Trung trường quốc tế đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy tối ưu xong có thể đưa Oppa Son 24 tỏ ti hôm trước chưa đủ tiền để mang về không ạ? Hôm trước chủ đủ tiền luôn à? Hôm trước chủ đủ tiền là sẵn là Campbell này, con nào vừa vừa tiền được ghi 3 đô này. Rồi. Qua trò giờ siêu sao rồi, qua căn phòng thầy làm gì nữa cũng đúng. Ôi trời ơi. Anh Gunner đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hẻm gì? ITM mua được mỗi con Henry 14K. Hugh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ổn đúng nhở? Hằng còn đây không thầy? Hằng á, Hằng vẫn còn hiếu ấy. Ổn đúng nhở? Chơi 10 vòng lỗi ITM. Chơi 10 vòng còn nói cái chuyện gì nữa Hằng ơi, 10 vòng thì còn nói câu chuyện gì nữa. Có dồn được không nhở? Dồn được á? Mẹ mày dồn kiểu gì mà được 10.000, tôi chưa nhìn thấy cái 10.000 ở đâu cả thật sự ấy. Qua đồ này, đập con này lên cái, đập mấy con này lên phát. Rồi, đập con Pele này lên 3 cái. Rồi, an toàn thì cứ đi từ thôi, tích tiền đi, tôi nghĩ là tích tiền đi. Đấy, thầy đi mượn, có ITM mượn thì nói chuyện gì, đá nick mình mới tích. Mình nghe thiếu rất nhiều, nghe nản đấy nhở, nghe nản đấy. Tích con xong ngày hôm nay xem tích con là bao tiền đã nhá. Bây giờ cứ tính xem bây giờ tích con là bao tiền đã. Thôi, nói chung là lằng nhằng lắm, đổi đủ cái thứ lằng nhằng lắm. Tốt nhất bây giờ mình dồn tiền thì dồn một phát 14.000. Có anh Lam ấy, Lam muôn gì đang cần tiền đạo mà. Đang không tiền đạo mà. Nakata ITM, thôi Nakata ITM thì thôi đừng chơi cho xong. Ôi, Musiala luôn mà. Ôi vãi lều. Mở một cái rác lại ra luôn mà. Ảo thật đấy, Musiala 119. Ôi trời ơi. Phước đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chơi được bao mà. Từ bé em đã là một học sinh khó tiếp thu, khó bằng bạn bằng bè. Đến nhỉ? Khi trưởng thành cái vận, nghèo thường hay xui, nó cứ vận vào người em. Chỉ mong thầy thương xót tấm thân này và nâng tầm cho em à. Thầy cảm ơn Phước nha, sao nghe khổ nhở. Em nghe khổ thôi. Chờ tí, ok, đang chờ nhá. Đang rất mong có một con ITM, nick tôi không có một con ITM đâu cả. Nhiều khi đá giả nó cứ bị thiệt thòi à. Đấy, nhiều khi đi đá mà đá những cái trận sâu mạnh nó bị thiệt thòi, em cứ 3-4 ITM em giã, mẹ đỗ tôi thiệt thòi quá. Nghe xong tôi ra cả bạn. Lửa luôn, con nào đây? Rồi luôn, Lautaro. Rồi, ok, bán cho này đi. 5.000 rồi, dồn được 5.000 rồi đấy, dồn được 5.000 tỷ rồi, bây giờ làm sao bây giờ nhỉ? Ôi trời ơi. Trung trường quốc tế đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Trung. Nhìn trường hợp của thầy, em không dám lấy vợ ạ. Kiểu gì thì kiểu Trung cũng phải đối mặt với nó thôi, thật chú ạ. Cũng phải đối mặt với hoàn cảnh lấy vợ, lập gia đình thôi. Rồi sau này Trung sẽ hiểu cái câu nói của thầy bây giờ. Thật. Rồi bây giờ Trung sẽ hiểu. Loser Bowl và Arsenal vô địch C1 và EPL đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Rồi 9.000 nữa rồi gì? Em đặt ăn thử để xem bóng đá. Quan trọng là do quý thầy thôi ạ. Thầy cảm ơn Loser Bowl nhé. Cảm ơn em nha. Hy vọng là em sẽ có một cái trải nghiệm rất là tốt. 3 sự kiện nữa mới đủ. Dồn vãi lèo, dồn 3 sự kiện. Điên mất thôi thật. Giáp thay móp của SK Nohu Goi LNGE. Xem thiếu bao nhiêu, từ từ xem thiếu bao nhiêu để xem có biết có duyệt chi được không thật. Như vậy là 1.900 là chúng ta có 1.760 à? 1.760 em căn giúp tôi là nó được bao nhiêu? Bán tí béo với Seva đi là đủ báo. Bán béo với Seva đi thì có chuyện gì? Trường quốc tế đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em xin bắt đầu content chung tay giúp thầy Tabi trở lại vị thế của mình. Em xin cái mã 100K ạ. Cái mã đầu tiên thầy xin cảm ơn Trung nhé. Cảm ơn em rất là nhiều. 100K đầu tiên tôi để mã luôn đây. Đó. Tầm 1 đồng á. Cướp đồ mà cướp, tôi nhìn tôi căn mà. Nào. Lên 3, 3 bán cái gì nhỉ? Lên 3 bán cho ta. Ôi trời ơi. Trung trường quốc tế đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ôi cảm ơn Trung nha. Em xong, tôi tự nguyện. Anh em nào cũng muốn thầy trở lại vị thế của mình, okay, ở cái làng FC Online này thì giúp thầy đi. Lẹt quá, Trung ơi, cảm ơn Trung nhiều. Cảm ơn Trung, nó sẽ cố gắng chi tiêu cái 100 này của Trung, thật sự là có ích. Tôi sợ không lên được, tôi sợ không biết có lên được không. Mà hy vọng là lên được nhá. Hy vọng một tí. Ủa mà Juni sáng lắm rồi, mặt có cái vẹt sáng ngang mặt luôn mà. Năm lít.
Ôi giời ơi. 5 lít. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn dấu tên nhá. Zili gửi. Zili em phải cắm hết DSDC 16K mà đặt 15K con Henry cô ai nhà. Thế là tự đổi tốn 13K còn dư 2K. Cái em nạp thêm một vòng skin vào thế là có đỡ ít ngon chơi. Nghĩ được? Lại lúc cắm hết đội hình nó khổ. Má sao nghe câu chuyện em nghe đơn giản vậy ta? Con đấy lên díu được bù nhỉ? Không có tiền, nghe đơn giản thật đấy, không lên được rồi. Không lên được. Bù à? bù khu. lên bù khu luôn à? Không được dừng lại. Nope. Không được dừng lại. Nào. Maret. Covid. Rồi. Nope. Ôi giời ơi. Sơn fan Chelsea quản lý kho vừng đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Dạo này bận quá giờ mới có thời gian quay trở lại con đường. Nghiện. Cảm ơn Sơn vì tất cả. Mày cờ bạc cay thế. Nope. Về một bán luôn cho nó nhanh thật. Về một bán luôn cho đỡ phải đập. Alo, check inbox ở đây. Check liền. Lấy gì đâu. Ê, check inbox chứ có thấy gì đâu. Ôi giời ơi. Thằng đệ ngoài cửa sổ đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Cái tên này lâu lắm mới nghe thấy. Chào nhỉ? Thầy, chúc thầy live vui vẻ. Ôi, chúc ơn. Mừng C1 năm nay 6/8 trận xin over. Xin cảm ơn thằng đệ ngoài cửa sổ đã lâu lắm mới nghe cái tên này à. Bồi hồi xúc động quá nha. Thầy mở em cái QR 100 thì mở luôn, chứ sợ cái gì không mở, mở luôn. Đó, mở luôn QR 100 anh em nào làm thì làm nhé. Đó, bây giờ tôi ngồi tôi dọn rác cái đã. Ông ơi, bật hơi nhanh vậy. Đây, để lại tí anh em tua lại được mà. Đó. Ờ, Rodri luôn này. Đó. Cắm rô béo đi thầy, có rô béo, ở rô béo mua về không đá được ấy. Tiếc một điều duy nhất đó là mua rô béo về không đá được. Đá nó không hay ấy, kiểu đá thì chơi cũng được thôi nhưng mà cảm giác đá nó không hay ấy. Không được tối ưu rô béo à. Mua con Balak cộng 6 về đổi ra ITM được 715 coin. Sau mua Icon Suker cộng 5 lấy cái coin hồi nãy là có ITM Suker. Nó tốn có 275 coin à. Lỗ rồi với thằng Massa này rồi. Ôi mấy thằng Massa này lỗ rồi. McElroy này, Colvin này. Này mấy cái con này bán bớt đi cho nó gọn dọn kho ấy. Sao ngồi dọn rác mà đông người xem ấy nhở. Ờ thế đó là nghĩ ra bây giờ là dọn ra mà đông người xem vậy ta. Không có đá đâu, từ nãy giờ có đá đâu, cứ ngồi bán buôn bán được à? Không đá thì bán đi thôi á. Bán rồi béo đi là gần đủ. Ờ nghe hợp lý nhỉ. Nào, cũng được tích đâu khoảng độ 6.000 cộng Great Ball này rơi tầm khoảng là 6.000 mấy rồi đấy. Đấy, rơi tầm khoảng 6.000 mấy rồi. Không dùng thì bán đi gọi là phí không, à thầy? Không phải là phí mà mình bán thật sự là đúng chưa? Liệu có thực sự là mình bán là đúng chưa hay là mình sao mình vẫn phải cần dùng đến nó chẳng hạn? Đấy là cái kiến thức vân vân à? Cái này là sẽ là hộp tích lũy gì đấy? Này mình mua trong shop à? Ok và mua trong shop cái xem nào. Cái hộp này trông như nào nhỉ? Có phải hộp bán liền không? Cái hộp tháng 4 đúng không? Hộp nào là cái hộp nào nhỉ? À đây nó là hộp này, đây đúng không? Mua full đúng không? Thầy bán rồi béo xong cố nốt móc sự kiện. Uầy. Ờ sao cuốn vãi, tôi ngồi con tem này mà cuốn á. Tôi có đá bình thường, tôi tưởng là tôi không đá là không kiểu anh em không xem ấy. 5 gói ok rồi. 5 hộp mua hết. Vào luôn làm tí hộp ăn liền luôn. Từ từ nha, cái nào mà được nhỉ? Cái nào hiện lên màu xanh là được đúng không? À cái này là chỉ có mất có 2 cái đúng không? Mình có 35 cái thẻ tích lũy. Và cái này chỉ có mất 2 cái thôi. Hộp này là hộp số mấy nhỉ? Hộp số 1 à? 5 hộp 1 là được đúng không? Hộp tên là hộp số 1 đúng không? Ok, 5 hộp 1 là được, thế là được, mở 5 luôn. Ok. Hộp ăn gì nhỉ? Ôi trời ơi. Forever Loot đã donate cho ta 10.000 đồng. Chào thầy, tôi vừa làm về. Cho tôi hỏi thầy đã lấy lại tâm trạng chưa? Vui vẻ tình rồi. Hình thi cử thế nào và thầy đang làm gì thế? Tôi đi rớt nhá. Đó, nhưng mà không sao vấn đề gì cả. Vui vẻ trở lại thôi. Rồi xin phép anh em là bây giờ làm gì nữa này, có tiền nhỉ? Bây giờ phải sang cái nick để xem có bán được thằng nào không nhỉ? Ôi trời ơi. Em Hưng biết tuốt đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Phí tiền mới. Chào thầy, chào anh em, thầy còn nhớ tôi không? Cảm ơn Hưng nhá, thầy nhớ Hưng mà. Hưng ngày xưa là mỗi lần cần thông tin gì là Hưng xuất hiện đúng không? Thế là chứng tỏ là có đấy vẫn được. Từ từ tập 1 tôi nghĩ là tôi cứ dồn tiền nhá. Trước mắt là mình cứ dồn tiền làm sao mà cái hành trình ấy, trong hành trình đó là dồn tiền làm sao để đủ tiền để mua con ITM. Bằng mọi giá để mua ITM.
Nhưng mấy con này mấy con Basan để giờ bán kiểu gì đây thật. Một con chả lẽ xóa mẹ luôn đi, đỡ bực. Xóa luôn đi chứ mình tự nhiên mình bỏ đống tiền cho mua mấy tập Basan phí tiền thật đấy. Tiền đấy có khi bây giờ ngon rồi cơ. Bán mua Henry à, từ Henry bây giờ là 14.000. Chỗ này là mình đang có khoảng là gần 7.000. Chỗ này mình đang có khoảng gần 7.000 đi. Đấy, gần 7.000. À, gần 7.000 về đúng rồi, gần 7.000 nữa. Bây giờ bán rô béo đi là khoảng 6.700, 6.700 là thu về chắc khoảng độ khoảng hơn 5.000 à, gần 5.000 à. Đó. Gần 3 gần là 5.000. Nhật Hoàng làm IT đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Ông thầy của trường làng là người dám thay đổi, ca bảo thủ. Chỉ tiếc là ca có trình độ, đổi mãi vẫn thua. Thôi mà. Đó thôi mà anh em, ui quả này thì quả Casello mấy giờ còn bán được này, Casello mấy giờ còn bán được. Ôi trời ơi. Tôm cọt chi đội trưởng lớp thầy Tabi chưa bỏ sót buổi live nào đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thay mặt e-viewer, chúng tôi coi live thích cách thầy làm kinh tế, làm phép đập cầu thủ hơn là thầy múa ba đường bóng cơ bản trên sân cỏ mà mù hết cả mắt. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Thôi có lẽ là để dành mua Henry đi, không vội gì rô béo bán rô béo phí. Ok, tôi nghĩ là tôi sẽ từ từ, không quyết định vội, tôi sẽ không ra quyết định vội. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nếu thầy tự tin khả năng đập thẻ hãy làm 3 con Black 6 thì con Henry trong tầm tay. 3 con Black 6, tiền đâu ra mua 3 con Black 6 bây giờ, tiền đâu ra để mua 3 con đấy. Đó. Hay cố đây, tôi nghĩ là tầm 1 nó cứ tạm thời nó cứ dừng ở đây đi. Tầm 1 nó cứ dừng ở đây nhá, xong bắt đầu là tôi sẽ đưa con đấy kiểu bằng mọi giá tôi sẽ đưa ITM về. Hành trình làm sao từ những cái con này mà mình đưa về bọn ITM nó phải đẳng cấp này. Từ những con này. Otamendi mấy cái con mà cái tỷ 1 đánh tích góp đến 14.000 tỷ thì cũng kinh thật, hành trình nữa, cả hành trình dài. Tối mở mốc cuối thấy đúng rồi thật, có nên tôi nghĩ là nên như vậy. Tối mình sẽ mở mốc cuối, hiện tại là mình đang có cách khoảng là 80 điểm thôi, hơn 80 điểm tí để đến cấp mốc cuối. Rồi. Chắc là tôi sẽ dừng tập 1 ở đây, tạm thời tập 1 ở đây. Chia làm nhiều tập để cái này có nên đăng lên YouTube nhỉ? Ê, cái này có nên đăng lên làm content từ đăng lên YouTube không hả anh em? Hỏi thật. Anh em cứ mạnh dạn góp ý nhá. Làm một content mà kiểu không đá ấy, mà chỉ làm kinh tế không thôi, 100% kinh tế thôi. Chưa đủ thì cảm giác nó thiếu chưa đủ đúng không? Thầy bật cái mã 100k lên của anh em ơi, thôi để tối chơi anh em nhá. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đi tiếp ở trong cái ạc này. Một như vậy là tôi hiện tại tôi đang có vé là 1812 vé. Ôi giời ơi. Cùng tên với thầy ơi. Đẹp trai Lê hơn đã donate cho thầy 10.000 đồng. Nãy thầy vote cho MC của em vui lắm. Thầy có thể cười lên cho em chụp một tấm hình được không? Em cần chèn ảnh của thầy vào Man City cho lực. Em đếm nha. 1 2 3. Ok không thầy. Không phải chèn. Thầy bắt bài Tuấn Anh luôn mà, không phải chèn. Đó, bắt bài luôn đây này. Bà tí thầy gửi cho Tuấn Anh nhá, tí thầy gửi Tuấn Anh luôn. Lấy nét của ta. Thầy đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Lấy nét không? Thầy nhớ EK. Hello của thầy nhá, hello em nhá. Đó, tôi để sẵn luôn tí up mà, để sẵn tí up luôn. Rồi, như vậy là tôi đã thu về được khoảng đâu đó khoảng chỗ này là cộng vào được khoảng 8.000 tỷ. Em Hoàng Nhà ở Biên Hòa đã donate cho Tabi. Tôi min đầu cái này mà. Sao tưởng sáng tưởng bán được 6.500 cho bây giờ lại sáng là tôi định bán là 6.400 mà sao bây giờ là bây giờ lại phích giá rồi à? Trời ơi. Biết vậy sáng biết vậy bán đi cho xong nhở. À mua được con ITM nó vất vả thế nhở. Đúng là cái dòng mẹ nó cái dòng cầu thủ dành cho người giàu thật. Toy Hill đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Toy Hill. Hầu 20 Lewan, 15 Gundogan với 20 Cancelo cộng 5 giờ đi xa rồi. Đi hết thật sự luôn, vỡ hết luôn. Hôm trước mua mấy quả Barca giờ không biết xả như nào luôn mà. À mua Barca giữ tưởng Barca qua được thằng biết gì đơn giản đấy. Ôi giời ơi. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn dấu tên nha. Này có nâng tầm cô thầy ơi. Này cái này hôm nay chưa nói trước được anh em ạ. Rồi luôn, ok. Có tí gói rác. Ok. Bây giờ kiếm đâu ra 5 lít nữa để cho full bây giờ có 2 lít à? Anh em bảo là 5 lít là full, bây giờ chắc là phải đi xin tí tài trợ thật. Đi mỗi anh em tài trợ tí. Cọc trước 500k. Ui ở đây 500k, 500k nào mà nick được anh. 500k lấy trước 500k nào mà nick luôn được. Bật luôn, ok ơi, đủ luôn. Henry ITM trừ một đủ luôn. Chưa nói đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn là chưa nói nhá. Thầy bật cái QA200K lên. Đây rồi, còn đây. 1 lít tôi quỳ xuống xin anh em hộ thầy. Còn 1 lít cái gì nữa. Cảm ơn là chưa nói nhá. Được luôn, Henry ITM. Xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ Gia Ken Nguyễn. Đó, xin cảm ơn anh. Nào, thôi để tôi hoàn thành cái bài thi Henry ITM phát. Hoàn thành bài thi luôn.
23 giờ 3 cướp thành công 500k. Con vợ không phải tự nhiên mọc đâu ra con vợ thư ký cái thế nhỉ? Mọc đâu con vợ thư ký vào đếm tiền đấy nhỉ? Hả? À còn quy ra 200 đúng không? Quy ra 200 đúng không? Dấu tên quy, dấu quy, tên quy, đã donate cho các bạn 10.000 đồng. Khắc Phú, có con ợt ghẻ 100 tỷ mong đờ si thầy nâng tầm. Ok Phú ơi, rồi ok, ngày hôm nay thì chắc làm một cái content là tôi sẽ mang con Henry ITM để về đích chính để tôi nâng tầm đích chính lên phát xong rồi tôi đi nâng tầm cho anh em. Chúng ta sẽ cái gói LN. Huy Ngơ đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hello Huy Ngơ. Em mới vụt combo Tabi Food của thầy mà hết rồi, hay là vụt tiếp. Huy nhá, vụt tiếp, xin cảm ơn ông Bầu lời trên nói. Cảm ơn ông Bầu rất nhiều. Đấy, cờ lê canh tôi. Ờ được rồi, tôi nghĩ là đủ rồi, tôi cũng sẽ dừng đây vì đủ tăng gì nữa đâu mà. Ekip xúc ảo đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Bật mã QA500 thầy ơi. Tình cảm ơn VT nha, cảm ơn em nhiều nha. Ok, đây, có luôn, chưa đủ, cảm giác chưa đủ thật. Trần Nam đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Lẹ. Hello thầy, đêm nay MC nhót mặt cười. Lại MC nhót nam sai, thật, thầy nói một câu thầy chỉ nói thế thôi. Còn nam tin hay không nam thì nam tin nha. Lại thua, đá tôi bảo rồi, tôi thua thằng nào tôi đá đến khi tôi thắng thì thôi mà. Tính tôi thế, tôi đá đến khi nào tôi thắng thì thôi. Tôi thua 10 lần thứ 11 tôi thắng cũng được. Ok chưa? Bảo tôi thể thao nó không bỏ cuộc mà. Lão vô cùng nhầm, mới sửa lại ngay mà gì nữa. Vẫn cái cú đâu bên phía TV tài tổ chức mà. Chứ cái cú gì đấy thì tiện là anh em tập luyện với nhau mà. Ôi trời ơi. Toy Hill đã donate cho Tabi 10.000 đồng. E cay quá thầy ơi. Thua PSG bị mấy đội khác khịa BTS. Còn đây bị Man đần khịa mới cay. Man đần tầm này thì Man đần tầm này khịa. Vấn đề nhá, bây giờ là mấy quả Man đần bây giờ nhá. Giống kiểu tôi này. Đó là bây giờ đi khịa người ta bực, nhưng mà bây giờ người ta khịa là mình không bực nữa, mình chai lì con mẹ cảm xúc và mình không biết bực nữa. Mình không, mình kiểu mình không có bất tử ấy. Thế là có like đến C1 không đấy hả thầy? Để chuẩn bị sẵn phần đầu em like được mà, anh sách em like được mà. 23 giờ 4 cướp thành công 200k, 23 giờ 5 đang cướp thêm 500k. Quả thư ký này cay thế nhở? Ui rồi đây rồi, xin cảm ơn VT nha, xin cảm ơn em VT. Mà cái thằng khoa trò đấy nó đâu, nó bảo là tối nay qua nó qua nó kiểu mà thẻ mà thủ tối ưu dòng tiền cho nó cứ lặn mất luôn à. Thằng này bây giờ nhiều tiền nó gọi nó khó thật. Livestream giờ 1000 view, buổi chiều livestream khoảng 1000 view đó. Bây giờ cũng mục tiêu là lên trên chân lên top WeScan cái thứ. Sao số rồi, tầm này khó lắm, tầm này để gọi khoa trò khó điên luôn mà. Spay luôn. Thư ký đã donate rồi 116 nét. Cướp thành công thương vụ 23 giờ 5. Tổng cướp 1.200.000 không lẻ. Thư ký cái gì nhỉ? Quả thư ký đó, tí là check xem quả thư ký là ai đấy, không biết là quạo thế nhỉ? Cắm con rô đi, thì bây giờ cắm con rô chưa đủ mà. Cắm con rô vẫn chưa đủ. Ôi trời ơi. Đẹp trai vừa chạm đầu 2 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Khóa cho đâu thầy tối em nay hay hay MC để em bán cả. MC. À. MC. Nét đấy, MC tí chuẩn. Forever Lụt đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Quái mốc. Chào thầy, tôi vô học muộn ạ. Cảm ơn Forever Lụt. Cuối nhà thầy, nay tôi mang cả chăn cả gối đi học. Khò. Forever Lụt hôm nay ngoan đấy nhỉ, hôm nay tự giác đến lạ ta. Chạy đi đâu? Con mẹ mà chạy đi đâu? Luis đi tù bạc máy khố. Mohamed Sadoa đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tôi tưởng học dược thì cọc là cho lọ botulinum toxin hay kali cyanua vào mồm chứ nhỉ? Còn ca thì bịt thuốc mê đem về giải phẫu sống chớ. Ok, xong thực hiện. Xin cảm ơn. Cảm ơn Luis đi tù nha. Tôi bảo rồi, tôi sẽ dùng những cái đồng tiền để các bữa gắm một cách chuẩn nhất, một cái cách chọn nó vẹn nhất. Ôi trời ơi. Nguyễn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Vãi, lộn kênh. Con này Gulit đã cần 5 đã bao nhiêu nhỉ? Cho Tabi 10.000 đồng. Cái tên Lee Harry đấy thầy ạ, mặt cười. Ủa, đừng có đùa. Để tên Lee Harry được mà 5.000. Bây giờ là mình bán con này đi là mình mua Gulit thì cũng được, mà mình mua Gulit này cũng được này. Mình bán con này đi, mình mua Gulit này cũng được này. Bán đi đổi sang Gulit Icon nào. Bán mua Harry. Bây giờ bán mua Icon được không nhỉ? Lỗ thì thế bán làm gì á? Đó, tiếp theo. Ôi trời ơi. Nam Dêm đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Ôi, tôi cảm ơn Nam nhá. Mở cho y thì như bị ấy, mở ớt mình thì biết như ngay, thế. Úp bộ VCL. Con vợ mua IC về mà đá lở lá trước VCL.
Nó đá chốc lắm à? Từ từ bây giờ phải vào đấy chứ. Phải vào đá thử chứ. Bán cha đi á. Rước về đi à? Rước quả rùa về đâu 6.400 đúng không nhỉ? 6.450. Bán con rùa béo đi cái. Bây giờ mà Gulit, bây giờ con Henry nó về có đủ lương đúng không? Hà Anh ghét hành đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Ui, cảm ơn Hà Anh nhá. Thầy làm tí công nghệ va không nhỉ Hành Snow Thanh. Ôi, thầy đá một trận danh nhá, đá một trận danh xong rồi tí nữa thầy xúc con này. Lại gặp mi của Mite này à? Tí thầy xúc quả Henry thêm mà về ngồi giao lưu anh em phát. Hành Snow Thanh để đây nhé thầy mặt cười. Ok, cảm ơn Hà Anh nhá. Nope. Gulit giảm lương luôn à? Cảm ơn anh em nhiều nhé. Nếu mà được thì chắc là tôi bắt thêm Milan đi. Ôi giời ơi. Son đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ăn học bổng thì có được nâng tầm không thầy? Được, Son ơi, được nha. Nhưng mà trước tiên ấy, theo dõi cái cách tôi chơi Gulit là nờ đi. Pele à? Ôi sao Eusebio vừa tấn công mà nó chạy về đây rồi. Vừa tấn công xong à? Ép đi kinh. Không phải là tôi. Đá bóng nó đùa, đá bóng đấy là thật sự luôn đấy. Là có như có là ai đi nữa cũng không thủ phong phòng đấy thật. Có là ai đi nữa, tôi nghĩ là ở Việt Nam này có là ai đi nữa cũng không thủ phong đấy. Hôm nay tỉnh táo nhiều rồi, ngày hôm qua tôi hơi tụt mốt, tôi đá hơi tụt mốt, thế ra tôi thua. Hôm nay tỉnh táo nhiều đấy. Gulit là N8. Đau lắm đấy, tránh nhau đau. Sao lượt xanh mà lên trời nhỉ? Ôi giời ơi. Luis đi tù bạn nối khố Nesta. Mohamed Sadoa đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Anh Kiếm ơi, 11 giờ đêm A hỏi ăn cơm cháo gì chưa là sao ạ? Giờ này thầy e chỉ có một là ăn đêm, nope. Hai là ăn cướp thôi anh nhé. Cơm Varane 21 là con rất ảo. Đội hình Real 35k tỷ của tôi vẫn dùng con Varane 21 230 tỷ đã CB mà. Khỏe khéo nhá. Đang hỏi con Varane 21 cộng 9 mà ông kia hô giá 4m đang suy nghĩ. Đừng. Rồi. Anh em nào có rẻ hơn hôn, he he. Khỏe khéo nhá. Phân lịch quá. Trương Minh Cường đã đầu nước cho Tabi 10.000 đồng. Hello người, mới đi coffee về bằng chiếc Audi A4 mà mưa quá thầy ạ. Không biết thầy còn nhớ người học trò này không, mặt mong chờ. Cảm ơn Trương Minh Cường nhé, cảm ơn em nhé. Kevin De Bruyne, thực dụng đi. Phút bao nhiêu rồi? Thực dụng đi. Harry Kane mới mở hộp. Hộp ăn liền đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Merciel, Combien, Cốt, Un Combo, IAT in Un Pre, Difference, Zachet, Andros. Mandini thẻ đỏ 50 trận này, thầy nhận cô. Neta thì sao? Neta được mà. Né cái. Né cái, không được rồi. Ta được mà. Rồi. Rồi, quả đấy là tôi ấn giết đúp anh em ơi. Thầy Ly danh siêu sao rồi, ok, được rồi. Tôi vẫn cầm một tiền đạo, giải quyết đầu ra bàn thắng. Hộp ăn liền đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cứu bây giờ là phòng đông lắm ấy. Nghĩa fan bà xã đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hôm nay tôi buồn. Nghĩa fan bà xã luôn nghe chỉ dám động viên thật thôi, Nghĩa cố gắng. Thôi Nghĩa cố gắng tí. Giờ biết nói gì nữa bây giờ, MC. Ê, ôi cái gì đấy? Annie Lâm đã donate cho Tabi 10.002 đồng. Hôm trước góp ý thầy ra combo bỏ tôi. Nay xem trên store đã có combo, vừa đặt hai suất về ăn chơi. Tuyệt vời chưa? Feedback có cải thiện đó. Choái tim. Anh đi Lâm thấy chưa? Tôi lắng nghe ý kiến đóng góp khách hàng như thế được chưa hả anh đi Lâm? Đó, tôi lắng nghe ý kiến đóng góp của tất cả anh em. Vốt bán Gulit á, Gulit cộng 8 anh em phải bán nó phí ấy chứ. Sắp đủ Henry rồi mà, sắp đủ. Ôi rồi, sẽ không bốc à. Son đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Son nhá. Nghĩ kỹ thì thầy có đá béo mấy đâu. Bán đi, tất cả vì gánh tẻ mỏ cậu Hải. Đừng nói cậu Hải như thế, cậu Hải nó sẽ ở lại thôi. Cậu Hải đợt này áp lực rất nhiều chứ, cậu Hải nó tóc bạc các mẹ luôn rồi đấy nhá. Cậu Hải đợt này trên đầu có mấy sợi tóc bạc luôn rồi đấy. Ôi giời ơi, bạc phơ rồi mà, bạc phơ mẹ đầu rồi. Tabi 50.000 đồng. Em cho thầy một cơ hội, em fan Real thầy ủng hộ ai? Real, in my heart, đội bóng tôi yêu. Rồi, bây giờ là kiếm thêm tí tiền đấy nhỉ? Vẫn phải kiếm thêm tí tiền. Bây giờ anh em nào mua hộ tôi con béo 6.400 đi. Anh em nào đây con ạ? Ở đây kênh này chắc tôi nghĩ chẳng có ông nào có 6.400 để mua đâu. Chắc tôi nghĩ chẳng có ông nào có 6.400 giờ tờ N fan K Hanok Lu đã donate cho Tabi 60.000 đồng. Cảm ơn giờ tờ N nhá. Em fan Hà Lan. Fan Hà Lan à? Nope. Thầy fan Hà Lan này, thầy fan Gulit này. Thầy fan Gulit là L8 nhá. Rước về gọi quả ITM tôi đang chưa biết đặt tên là gì anh ạ. Tôi chưa biết gọi đặt tên nó là gì đâu nhưng mà tôi gọi là cố gắng kiếm tiền. Ơ, 4 mạch cũng lên à? Hôm nay thật sự luôn, nó nói anh em fan Real đừng giận tôi nhưng hôm nay fan Real không cửa.
Gian không cửa nói, anh em đừng giận tôi nhá, anh em đừng tôi chỉ nói lên sự thật thôi, tôi chỉ nói lên những cái gì mà tôi cho rằng nó là thực tế, anh em đừng giận tôi. Đây các bạn, không cửa, Gian không cửa thật, nói sợ anh em giận. Ôi giời ơi, Nam James đã donate cho Tabi 10.000 đồng, cần thì chuyển đây năm củ tôi làm tí sự kiện là có tiền múc ngay. Nam ơi, bạn thiếu gì BP, bạn muốn là bạn giúp được ngay chứ tôi lạ cái gì, bạn thiếu gì BP đâu mà bạn tổng kho, bạn tiếc tôi à? Joston đúng không? CB Joston. Rồi luôn, Joston cộng 4 luôn. Rồi. Mấy ông cứ nói ông thầy fan nhiều đội là làm khó thầy ông thầy fan thời vụ, mà chỉ cần tấm lòng bạn sáng BN đội nào ông thầy fan đội đó. Mà thầy cứu còn ớt nhà nghèo Eversus sắp tắt thở rồi thầy. ST Morata hả? Raul à? Morata nope. Thật cộng 7 nó mới đau tôi. Cảm ơn em nhé, cảm ơn Tuân nhá. Thằng nào cứ gõ nhiều số không hơn thì thầy tao fan từ khi còn bé đội đó, ok chứ. Nói thế đội nào đã hay mình mới thích, không phải bây giờ nhiều đội công nó tận công, nhưng có những đội chơi rắn thôi mà tôi thích, đội chơi rắn, đội chơi tiêu cực kiểu ATM bây giờ tôi thích rồi mà. Ôi giời ơi, chưa một lời chưa nói đã donate cho Tabi 10.000 đồng rồi, thằng nào đây tiếp thế thiếu mỗi 6 ca tỷ. Nope. Giá như thiếu mỗi 6 ca tỷ bây giờ bán được con rô béo là xong mà, bây giờ bán được rô béo là trôi luôn mà. Min kiểu thầy min phí ra, min nó tiếc tiền, Giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Han gửi, bóng chưa lăn kèo nào cũng sáng y ơi. Ăn được trận này thì sướng, còn thua thì thôi. Đối của mình là MC chứ không phải PSG. Thắng thì năm sau tay áo có số 15, còn thua thì chờ năm sau làm lại. Nope. Marcos Rojo, sáng nay vừa mở Rojo rồi, bây giờ lại mở tiếp cho Rojo. ADN nhà nông đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Man City là một đội bóng hay, những màn thể hiện rất tốt. Các A đã cố gắng nhiều R ông vua về nhì. Là sao? Ồ, cái cờ gì đấy? Ê, Hà Lan hả? Cái cờ vừa rồi là cờ gì vậy? Phil Nguyễn đã donate cho Tabi 119. Tối nay, Rudiger bắt chết Haaland. Phút 90+8, Vinicius vượt qua Rodri. Lốp bóng qua đầu Ruben Dier. Đệm bóng vào gôn trống trước sự bất lực và tiếc nuối của cổ động viên MC, vì MC chỉ đi tiếp với tỷ số 6-1. Giấu tên đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Thầy check IBX FBM với nay em mới lấy một áo nhót hu. Anh em ơi, tất cả những cái check chủng của thứ thì mình sẽ sau. Có money này thì mình sẽ check sau khi mà mình stream xong nhá. MC nhót. Nam vẫn sai thật sự. Thầy một lần nữa thầy lại phải nói tiếp cho Nam, Nam lại sai. Đó, vì các bạn là thầy là lừa rất là nguy hiểm ấy. Thầy dặn cho Nam không nghe, Nam gọi là Nam mắc phải sai lầm thật sự luôn. Tài đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Rất suy nghĩ đấy. Go. Cái gì đấy Tài? Bây giờ mấy anh em lớn nhanh nhờ, mấy anh em 29 nói chuyện chững chạc thật đấy. Nghe qua mà cứ tưởng 90 à thật. Ai nghe không biết thật tưởng 90. Trừ một lời chưa nói đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Trên kênh Tabi tuần trước bạn chỉ cần 100k là có thể chọn sân đấu rộng hàng nghìn mét vuông. 500k bạn có thể sở hữu trọn đời sân đó in game. Cảm ơn em. Từ sau A Tu Hưng bạn em cũng muốn donate mà không có tiền à? Anh em xem tôi là tôi vui rồi, tôi cảm ơn anh em. Đó, anh em không phải đặt nặng vấn đề đâu, xem tôi là tôi vui nha. Có thẻ đỏ cho em luôn, được chưa? Khang đặt hàng là thầy nhận mà. Tôi đi bảo thôi, anh em xem tôi là vui rồi, anh em donate cái thứ nữa. Mà tự nhiên tôi nghe thấy khoản massage nữa, tôi thấy là tôi anh em cứ donate đi được. Trời ơi. Nếu mà được anh em trải nghiệm bò đi, bò ướt bên tôi đi thật. Nếu mà được anh em trải nghiệm bò ướt. Pele. Cậu bé đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Anh đùa em cho vui thôi. Mấy thằng kênh chat FA nó chê anh ghê quá. Thực ra cũng ngoài 40 rồi. Đấy là tuổi bố anh. Còn anh tuy 2K9 nhưng A có xe đạp riêng. Đẹp trai, học giỏi. Như vậy đã đủ làm trùm cầu giấy chưa? Sợ làm ông tướng thật đấy. Sợ làm ông tướng luôn. Trùm gì nữa làm ông tướng luôn đi. Thật. Uầy, có xe đạp riêng thì làm ông tướng luôn. Tầm đấy, cái tầm tuổi đấy tôi chưa có xe đạp riêng đâu. Tao lấy tôi còn đang cúp bộ đèo à? Em Việt đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Và đó là sự nghiệt ngã của bóng đá. Beston có lợi thế sân nhà họ tấn công nhưng không ghi được bàn thắng. A với khoảnh khắc xuất thần của Kai đã giúp họ có mặt ở vòng bán kết C1. Em Chuyên Sẽ Gầy đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nếu như xạo L là một môn thể thao, thì vận động viên Tabi Tuấn Anh luôn luôn vô địch. Mà ô thầy cho tôi hỏi, thầy nhận định sao về MC vs Real? Thầy nghĩ Real MC 4 hay 5 bàn? Chuyên ơi bình tĩnh, đây là C1, Chuyên ơi bình tĩnh một tí nhá, đây là C1 nhá.
Vẫn chưa có rồi, vẫn phải chờ rồi. Bán gulit đi á. Má, bán gulit đi à, tôi không bán gulit à. Tiến Hùng đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Không? Công việc bận quá, lâu lắm mới xem stream của thầy. Cảm ơn anh em nha. Chúc anh em xem stream vui vẻ nha dấu bé ba. Xin cảm ơn Tiến Hùng nha. Mới bụt có bọn tên Hải ở dưới đống đá à? Béo béo phẹ phẹ đúng không? Ôi trời ơi. Em Nam nhưng muốn nằm trên thầy đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Cảm ơn Nam nha. Thầy ơi dạo này lắm em Nam quá, thầy đừng quên em nha. Lít này mà anh em bảo bán đi chết tôi không. Nam này riêng mà. Nam này riêng biệt mà. Ngon hơn này kiểu Nam ngon hơn nhiều luôn đi. Ngon hay không nhiều này biết luôn này. Ôi trời ơi. Em Ngọc Chappy đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Bạn sợ à? Uầy, Hiếu nóng điên mà, Hiếu người nóng gian luôn đấy. Hiếu ông tướng ông tượng ơi, mình hỏi tí chia đôi hầm dùng phấn vẽ, kẻ vạch bằng sơn hay dùng bút dạ? Qua một cái. Đỡ hộ. Gulit này mà bảo bán đi có chết tôi không, chứ Gulit là tám tôi mở ra. Anh Nhật Minh Thanh Xuân đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tony. Tony khả năng chuyển chọn cực tốt. King Kai đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Có phải Hugh sau khi bị thu hàng chép nên trở thành ông tướng ông tượng không thấy? Không phải đâu. Hugh kia trở thành nhưng mà. Cột dọc. Ui. Kênh tôi nhá, cứ riêng tư vấn tình cảm nó không nghe đâu, nó không thích nghe tư vấn tình cảm thứ đâu. Ôi trời ơi. Nam Dêm đã donate. Ui, cái này cứ kêu bán đi thật. Các ý có va thì tay bo thôi, đến lúc ra trông xác với vẽ hình các ông nằm đường mệt lắm. Kênh này thì toàn ông to béo, tốn chiếu VCL. Mấy thằng ông tướng ông tượng 2K8, 2K9 đầu bước ra đây. Ông tướng ông tượng. Tí đổi tên ông tướng ông tượng được không ta? Tí tôi đổi cái tên thành ông tướng ông tượng được không? Ba chân như nhau đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ba chân như nhau nha. Sáng giờ mới vã được 99 thằng nói phét. Đua ma nó sớm 25 phút là đủ KPI 100 rồi đấy. Thiếu vẫn bị thiếu thằng à? Cảm ơn công an quận Đông Đa. .. rồi. Nope. Đâu? Bắt được à? Ôi trời ơi. Anh Hiếu ông tướng ông tượng ở Đống Đa đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ở đây gạ va nhau thì không hay lắm. Anh chỉ khẻ nhẹ thôi, anh tài xỉu từ 300 lên 2 triệu. Mẹ anh mới nhổ cho anh con xe đạp. Thành tích thế đủ cầm đầu chưa? nhổ đây con xe. Nope. Mới nhổ đây con xe đạp luôn. Ôi trời ơi. Phiêu Nguyễn đã đầu hết cho ta 10.000 đồng. Dạ, em dạ, xin dạ. Mấy anh, đau bụng quá rồi. Nãy sặc nước ướt CMN bản phím xém mư. Ôi, ăn chai bóng nhựa rát hết người luôn mà thật. Ôi trời ơi. Anh phóng lợn đống đa đá FIFA ra chất thải đã đầu hết cho ta 10.000 đồng. Mới nhổ đang tuổi đuôi thằn lằn còn chưa mở mắt mà anh Nam Dêm cứ nói chuyện súng thịt là sao kỳ vậy anh. Ông anh không có hội có cơ nên ông anh lôi cái ô ra dọa tụt em à. Đuôi thằn lằn chưa mở mắt luôn à, có cả đuôi thằn lằn. Uầy, đuôi thằn lằn chưa mở mắt. Uầy, vẫn chưa được 10.000 tỷ, vẫn chưa được 10.000 tỷ làm. Ôi sao bây giờ. Anh em nhé, cảm ơn Triệu nha. Ôi bây giờ bán rô béo đi à, bây giờ rô béo đi ngay á, rô béo tôi đi 6250 được không? 6250 tôi nghĩ là một cái giá tôi kỳ vọng đấy. Một cái giá tôi kỳ vọng. Thôi bán đi. Quyết định bán đi, bán rô béo. Ôi trời ơi. Quyết định bán rô béo. Ôi trời ơi. Lần nào sang Việt Nam tôi cũng phải mua một gói bò khô Tabi Food để ủng hộ. Ok, xin cảm ơn Kim Ngun nha. Number 1. Bán luôn. Anh đi ngủ đây, chào em Tuấn Anh nhé. Mẹ anh vừa tát cho hai cái rồi. Mai còn phải đi sinh hoạt ở nhà văn hóa phường. Ở nhà văn hóa phường luôn à? Bực. Đó, xin cảm ơn Hiếu tướng tượng nhá. 14.700 mắc đầu luôn. Mắc đầu chia đi ăn đi. Sao chiều 6K5 không bán thì bây giờ thời giá thứ nó phải chịu biết làm sao bây giờ. Ok. Tối nay SN mưa gió quá. Cảm ơn Bình Vũ nhá, hôm nay mưa thật. Mai này đi. Pè lé. Rồi, ok. Pè lé. Chuẩn bị tiêm vào ven quý streamer. Nét quá anh rồi. Ui trời ơi, không qua được cái nhịp nhạc quá. Không dùng bước 1 mấy à? Các bạn không dùng bước 1 mấy. Thôi sao à? Ôi mày. Nope. Vẫn ăn á? Ôi xin ngôn ra đường đấy mà vẫn thua mà. Thì đây là team có lo phát thì phải. Giả lại con ZD ngay. Pele chân ZD cực tín nha.
Giả là rất đen anh em, lần này tôi đã đa dạng đúng không anh em? Trừ một lời chưa nói đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Giờ có 3k tỷ thì nên mua thẳng Zo 24 ti hay là đập Zo CC full vạch xịt 6 lần hà thầy. Zo CC cay đéo chịu được. Zo CC không có lối chơi nào là độc tôn anh em ạ. Đỡ đi. Đó, đa dạng chưa? Chiếc mỏ đây đã đổi hết cho Tabi 10.000 đồng. Tôi nghĩ vẫn cao, mình cần một đội hình mà để bảo toàn tỷ số ấy. Tôi nghĩ tôi cần một đội hình để bảo toàn tỷ số nó tốt hơn. Giờ tự nhiên mấy nay tôi thích quả để Galit đá lam, còn Ram là nét xong cứ kéo nét ra biên xong tạc ngược vào cho Galit đánh đầu nhìn ảo nhưng hiệu quả vơ lơ. Ý tưởng đấy cũng hay mà, ý tưởng nghe qua nó thấy hay rồi đấy. Đó, nghe qua thấy hay mà nó kiểu hợp lý ấy. Mấy đẹp vét làm thằng chạy rất là nhanh và có cái lực tạt tốt ấy. Đạt bạn đời của Tabi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đạt nhá. Thầy cho em xin cái mã QR 50k. Huminson 24TY cộng 3 là một sự trải nghiệm em nghĩ sẽ tốt hơn so với Sex Cravat. Cảm ơn KD nhưng mà ngày mai được không KD? Ngày mai được không vì các bạn bây giờ cũng muộn rồi. Nào có Henry không? Ôi trời ơi. Em Vinh Cam Bách Tiền đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nhờ thầy và cộng đồng nên e quay lại game sau 2 năm trời bỏ. Mà game hát lạ lẫm quá. Em mua combo 399 thầy nâng tầm vs setting lại giúp em game okay, nhá. Okay, mặt mong chờ. Cảm ơn em nha. Giờ ngủ anh kéo. Ok, hẹn lượt về nhá Duy nhá. Vinh chắc là cái tập Henry thì tôi sẽ dừng đây. Tập sau mới mang Henry về được. Tập này là tập gọi là tích tiền đi. Ôi tích tiền. Ơi.